Chào mừng các bạn đã đến với tập thứ 6 trong series Đi làm cùng côi của Hunter TV. Đây là một series cung cấp các kiến thức về kinh nghiệm tìm việc cho những bạn đang ở Nhật hoặc các bạn đang ở Việt Nam nhưng có ý định làm việc tại Nhật Bản. Trong tập trước, mình đã giới thiệu với các bạn 5 tiêu chí lớn cần phải quan tâm khi chúng ta tiến hành phân tích một doanh nghiệp. Không biết mọi người đã có cho mình những hình dung riêng về những công ty mà các bạn mong muốn gắn bó lâu dài hay chưa? Trong video ngày hôm nay, mình xin được phép giải đáp về câu hỏi chúng ta có thể tìm thấy những thông tin cần thiết về doanh nghiệp ở đâu. Và trong nửa sau của video này, hãy cùng mình, chúng ta hãy mổ xẻ một cái CD và xem thử xem cái CD đấy nói gì và chúng ta có thể nhìn thấy những cái điều gì mà cái bản mô tả công việc nó không đề cập đến nhé. Hãy đến với nội dung đầu tiên, chúng ta có thể tìm thấy được thông tin về các doanh nghiệp ở đâu. Thật ra, rất là khó để có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ vì mỗi doanh nghiệp sẽ có cách thức tuyển dụng và cách thức là thông tin là thương hiệu khác nhau. Nhưng nhìn chung sẽ có một vài cách cơ bản như sau. Cách đầu tiên, lên trực tiếp trang chủ của doanh nghiệp. Tất nhiên, không phải công ty nào cũng đưa các nét văn hóa đầy đủ các thông tin mà chúng ta cần biết lên homepage. Nhưng có thể xem đây là cái thông tin đầy đủ và chính xác nhất. Với các doanh nghiệp thuần Nhật, thông thường thông tin ở trên website khá là truyền thống và không đa dạng. Và chủ yếu thì nó được dùng cho mục đích quảng cáo thương hiệu của công ty chứ không phải là nhằm mục đích thu hút nhân tài. Nhưng trong những năm gần đây, việc khan hiếm nhân lực đã ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp. Vì thế nên là những cái bài đăng, những cái nội dung thu hút nhân tài đã xuất hiện nhiều hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy những bài đăng trên website giới thiệu về văn hóa của doanh nghiệp. Cách thứ hai, liên hệ đến anh chị tiền bối đã từng làm việc ở công ty đấy. Mình thấy đây cũng là một cách mà nhiều người áp dụng. Mọi người có thể tìm thấy các anh chị tiền bối thông qua các cái group cộng đồng người Việt Nam ở Nhật hoặc là những nhóm nào đấy. Và thường thường đây sẽ là những thông tin chân thực nhất bởi vì nó không phải do công ty vẽ nên mà nó là từ trải nghiệm của những cái người ở trong cuộc. Nhưng có cái điều này mình và các bạn lưu ý. Kể cả các bạn có được các anh chị tiền bối chia sẻ thì nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Bởi vì có thể trải nghiệm của người này sẽ khác với người kia và những cái trải nghiệm của anh chị đấy sẽ khác với những gì mà bạn có thể nhận được. Cách thứ ba, đọc thông tin về doanh nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội hoặc các cái kênh quảng cáo mà doanh nghiệp đấy có. Khác với Việt Nam chủ yếu sử dụng Facebook thì ở Nhật tùy vào từng lĩnh vực khác nhau mà các công ty sẽ sử dụng những cái nền tảng mạng xã hội khác nhau. Trong đấy thì LinkedIn với Twitter là hai nền tảng mà được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất để thu hút nhân sự. Tất nhiên, thường công ty nào đã xài mạng xã hội sẽ là những công ty có tính global khá là cao, ví dụ như là những doanh nghiệp ở trong nhóm về công nghệ hoặc là thương mại. Thế nên là các bạn cứ thử lên LinkedIn, gõ tên công ty để tìm hiểu xem thế nào nhé. Bản thân mình trong quá trình tìm việc đã nhận được rất là nhiều những thông tin có ích từ LinkedIn đấy. Cách thứ tư, nói chuyện với HR nội bộ hoặc các công ty về giới thiệu nhân sự. Như mình có nói, không phải công ty nào cũng sẽ đưa hết tất cả thông tin của doanh nghiệp lên trên Internet. Nếu các bạn hứng thú với những doanh nghiệp tương đối truyền thống, các bạn chỉ có thể tìm thấy các thông tin đấy từ các cái nguồn hơi khó khăn là liên hệ với nhân viên phụ trách tuyển dụng. Ở Nhật, có rất nhiều công ty làm trong mảng giới thiệu việc làm, ví dụ như là Kunabi này, Doda này. Và mình rất là khó để có thể giới thiệu với mọi người xem là agency nào sẽ thực sự phù hợp với bạn. Bởi vì mỗi một ngành nghề khác nhau sẽ phù hợp với những công ty khác nhau. Nhưng có điểm này mình hy vọng các bạn có thể lưu ý. Đấy là các HR thông thường sẽ cố gắng chạy KPI của họ. Nghĩa là họ đang được giao tuyển nhân sự vị trí A, B, C nào đấy. Đôi khi đấy không phải là cái vị trí mà bạn mong muốn làm việc. Thế nên là nhiều khả năng bạn sẽ bị HR lái theo một cái hướng mà họ muốn tuyển chứ không thực sự là cái việc mà bạn muốn làm. Vì thế, khi liên hệ với HR, dù là nội bộ hay là thông qua một công ty ở bên ngoài, các bạn hãy chuẩn bị một cái tinh thần thật là vững chắc và những kỹ năng khéo léo để có thể chắt lọc được những thông tin mà HR cung cấp cho bạn. Cách cuối cùng, đến trực tiếp các buổi giới thiệu doanh nghiệp và gặp gỡ OB, OG, những anh chị tiền bối ở đấy. Đây là một cách khá là phổ biến mà các doanh nghiệp Nhật áp dụng để giới thiệu hình ảnh của công ty đến các nhân sự tiềm năng. Rất nhiều job fair lớn nhỏ được tổ chức quanh năm và nhiều sự kiện không những tổ chức ở Nhật mà các bạn ở Việt Nam cũng có thể tiếp cận. Nếu bạn thực sự muốn biết những con người đang làm việc tại doanh nghiệp đấy họ cảm thấy như thế nào về công ty, thế thì job fair này, company tour này hay là Kiger Setsumekai là những cái cơ hội mà bạn tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Mình biết những cái cách mà mình liệt kê ra vừa nãy đến giờ khá là chung chung. Thế nhưng mà như mình đã nói, với mỗi một nhóm ngành khác nhau thì người ta sẽ áp dụng những cái kênh tìm kiếm khác nhau. Thế nên là nếu như bạn có thể để lại bình luận về nội dung, nói rõ hơn về cái bối cảnh của bạn thì Khôi và Hunter TV sẽ cố gắng hỗ trợ được rõ ràng hơn. Hãy để lại thật nhiều bình luận để chúng mình được biết nhé.
vừa rồi là những nguồn để chúng ta có thể tìm được thông tin cần thiết cho việc phân tích doanh nghiệp. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nói sâu hơn về CD hay tiếng Việt là mô tả công việc. Chúng ta có thể tìm được CD khi tiếp cận những cái công ty bằng cách thức như trên. Và đây có thể xem là một thông tin cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể đánh giá được nhu cầu của doanh nghiệp về nhân sự như thế nào. Trên màn hình của mình bây giờ đang là JD của một vị trí mà mình tìm được ở trên LinkedIn. Thông thường thì một JD sẽ bao gồm mô tả công việc, chế độ đãi ngộ, chế độ phúc lợi và mô tả môi trường làm việc mà doanh nghiệp cung cấp. Nhưng không phải bất kỳ một cái JD nào nó cũng đầy đủ những thông tin như vậy. Như mọi người có thể thấy là cái JD này dành cho đối tượng tốt nghiệp vào trước tháng 7 năm 2024. Thế nên là công việc này người ta không yêu cầu quá nhiều về kinh nghiệm. Sau khi trúng tuyển vào công ty, mọi người có thể sẽ được phân bổ vào các vị trí khác nhau từ sản xuất hay là quản lý kinh doanh trong những năm đầu tiên. Đây là một cái mô típ rất thường thấy đối với các cái công ty của Nhật. Và trong JD này chỉ nói đến các yêu cầu đầu vào rất là cơ bản, kèm theo cái việc mô tả doanh nghiệp cực kỳ kỹ càng. Điều này đồng nghĩa với việc Shiseido mong muốn tìm các nhân sự mà thực sự quan tâm đến thương hiệu Shiseido và các cái nội dung công việc ở công ty này. Các thông tin về chế độ đãi ngộ sẽ được HR cung cấp sau khi nhân sự quan tâm đến công việc này và liên hệ đến họ. Đây có thể xem là một cái phễu lọc nhân sự ban đầu. Nên các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp có thể lưu ý, hãy thể hiện việc mình hứng thú với công việc và vị trí bằng cách đọc JD rồi liên hệ đến HR. Đừng vội bỏ qua cái JD nào không nói rõ về chế độ đãi ngộ. Ngoài ra, một số JD còn đưa ra một số yêu cầu tương đối gắt gao. Ví dụ như ứng viên cần phải có chứng chỉ TOEIC trên 700 hoặc phải có yêu cầu tiếng Nhật Business Skill. Rất nhiều trường hợp khi mà ứng viên đọc những cái JD như thế này thì họ đã bỏ cuộc ngay khi thấy bản thân không có những cái chứng chỉ hay là kỹ năng mà nhà tuyển dụng yêu cầu. Về nội dung này, mình xin được phép chia sẻ chính kinh nghiệm của bản thân. Đấy là mặc dù mình không có một bằng cấp chính quy nào về tiếng Anh nhưng mà mình vẫn nhận được offer từ một công ty đa quốc gia. Và ở trên JD thì họ vẫn yêu cầu đấy là có tối thiểu TOEIC 700. Điều mình muốn nói ra ở đây không phải là các công ty đưa ra những cái yêu cầu như thế để cho có. Thực sự, những yêu cầu đó đúng là mong muốn của doanh nghiệp. Nhưng mà chứng chỉ cũng chỉ là một thước đo, chứ không phải là một cái bắt buộc. Thế nên là nếu như bạn có thể chứng minh được năng lực của bản thân mình thông qua một chiếc CV rõ ràng, thu hút, ấn tượng hoặc là cái phần trao đổi của bạn với nhà tuyển dụng được mượt mà thì người ta sẽ nhìn vào thực lực chứ không nhìn vào chứng chỉ nữa. Vì thế, một lưu ý thứ hai mình muốn nói đến với mọi người đấy là nếu như bạn đã cực kỳ thích một cái vị trí nào đó thì kể cả hiện tại bạn thiếu đi một, hai cái chứng chỉ thì cũng đừng vội bỏ cuộc. Hãy chuẩn bị những cái kỹ năng khác thật là tốt và gây chú ý bởi những cái điểm mạnh khác. Lưu ý thứ ba cũng là điều cuối cùng mà mình muốn nhắn nhủ đến các bạn ngày hôm nay. Đấy là hãy cố gắng đọc được màu sắc và tính cách của một doanh nghiệp thông qua JD và homepage. Việc hiểu được màu sắc hay tính cách của một doanh nghiệp sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cái ưu thế nổi bật. Ví dụ, bạn hiểu được tính cách của một doanh nghiệp, bạn sẽ có thể dễ dàng đánh giá xem doanh nghiệp đấy và bản thân có thực sự phù hợp với nhau hay không. Bạn biết được màu sắc của một doanh nghiệp, bạn có thể đưa những nội dung đấy vào trong cái mục vì sao lại ứng tuyển Shibodoki. Và đây cũng là một trong số những cái chủ đề rất hay ho để các bạn có thể nói chuyện với nhà phỏng vấn. Nhưng để có thể nắm rõ được những nội dung mình vừa nói ở trên thì các bạn sẽ cần tìm hiểu một số kiến thức căn bản về cách các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu hay bộ nhận diện như thế nào. Đây là một số thông tin rất là mơ hồ và thực sự rất là khó để có thể giải thích được. Nhưng các bạn có thể hình dung là các công ty ngày nay đang cố gắng định hình thương hiệu bằng những cái chi tiết liên quan đến logo này, màu sắc này, hình ảnh này, cách dùng phông chữ này hay là cách bố trí nội dung ở trên trang chủ như thế nào. Nếu như mà chúng ta xem thương hiệu của một doanh nghiệp giống như là một nhân vật sống thì nó sẽ có những cái tính cách và màu sắc khác nhau. Có công ty sẽ cố gắng đi theo hướng trẻ trung, nhiệt huyết. Có doanh nghiệp lại xây dựng một cái hình ảnh hòa đồng, thân thiện. Nhưng cũng có công ty sẽ lấy cái sự chuyên nghiệp làm cái phong cách định hình. Cụ thể hơn, nếu công ty đấy chọn một cái màu sắc chủ đạo trên JD hoặc trên homepage như thế nào đấy, ví dụ như là màu đỏ hoặc màu cam đi, thì nhiều khả năng công ty đấy muốn lấy một hình ảnh mà công ty nhiệt huyết, có tinh thần thử thách cao. Nếu công ty chọn màu hệ pastel, ví dụ như là xanh đậu biếc, thì nhiều khả năng công ty đấy muốn đưa ra một cái hình ảnh thân thiện, hòa đồng đến những cái người mà họ muốn tiếp cận. Trên màn hình hiện tại đang là trang chủ của Accenture, một trong số những công ty về lĩnh vực tư vấn lớn nhất trên thế giới. Accenture có màu chủ đạo là màu tím, phông chữ dạng mảnh và không chân và sử dụng cái hiệu ứng động khá là nhiều. Thế nên là chúng ta có thể thấy Accenture đưa ra những cái tính từ ví dụ như là đa dạng này, tốc độ này, chuyên nghiệp này, chuyển động này. Liệu bạn có phải là một nhân sự mà sở hữu những cái tính cách hay là những cái yêu cầu như thế này mà Accenture đang yêu cầu hay không?
Bạn nghĩ như thế nào nếu trong phần giới thiệu bản thân bạn sẽ đưa ra những cái chính từ như thế này vào bài nói, hoặc là trong phần CV bằng tiếng Anh bạn chọn một vài cái highlight có màu tím pastel giống như là cái màu mà Accenture đang sử dụng. Tất nhiên, CV bằng tiếng Nhật thường có những cái form cố định và truyền thống, nó trái ngược hoàn toàn với CV bằng tiếng Anh. Nhưng mà nếu như các bạn có thể biết được Accenture ưa thích những cái nhân sự có tính chất như thế nào, thì chúng ta có thể đưa những cái nội dung đấy vào phần Psychopia, đúng không? Một lần nữa mình nhấn mạnh, đây là một kỹ năng thực sự rất là khó để có thể nắm bắt, và không phải bất kỳ một doanh nghiệp nào khi mà sử dụng chung màu sắc, chung phông chữ cũng đều có tính cách giống như nhau. Để hiểu rõ hơn về cách đọc ý nghĩa của màu sắc, hoặc là cách các doanh nghiệp đang xây dựng cái hình ảnh nhận diện như thế nào, bạn có thể đọc các bài viết trên Google với một cái từ khóa đấy là Color Therapy, và có thể tìm hiểu thêm về bộ nhận diện thương hiệu, một trong số những cái nội dung căn bản của marketing. Mình sẽ để link một số bài viết liên quan đến chủ đề này ở trong phần mô tả video. Mọi người có thể click vào đấy và xem nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta đã nói về các nguồn để có thể lấy được thông tin cần thiết khi phân tích doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng ta cũng đã nói đến một số nội dung mà JD không đề cập đến. Không biết mọi người cảm thấy những nội dung này có giá trị không? Hãy để lại comment để mình được biết nhé. Trong các tập tiếp theo, mình sẽ nói về cách để có thể tạo ra một cái CV ấn tượng từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên đăng ký kênh YouTube Honto TV và bấm nút chuông để nhận thông báo ra video mới nhất nhé. Chúc các bạn tìm việc suôn sẻ.